Ok, hello mọi người nha. Thì tiếp tục video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu một cái tranh bằng cát như thế này nha mọi người. Ok, đây là cái tranh bằng cát ngày hôm nay mình sẽ tô nha mọi người. Đây, đây là số màu mình đã chuẩn bị nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người, cùng theo dõi mình tô nha. Ok, đây là số màu mình đã chuẩn bị tô nha mọi người. Còn đây là nhân vật ngày hôm nay mình sẽ tô nha, bức tranh ngày hôm nay mình sẽ tô nha mọi người. Đó. Tranh ok, bây giờ mình sẽ gửi nó ra và tô nó nha mọi người. À, đây, đây là bức tranh nha, hôm nay mình sẽ tô nha mọi người. Trong này nó có hướng dẫn cho mình tô nha nha mọi người. Mình có thể tô giống trong này nha mọi người. Thì mọi người có thể tô màu khác cũng được nha mọi người, không nhất thiết phải giống trong này nha. Từ khi sẽ thích mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ tô mái tóc một chút nha mọi người. Tóc mà mình sẽ tô màu hồng cho nó nha mọi người, mình sẽ tô màu hồng này.